Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số các chuyên đề trước, chúng tôi đã đề cập đến các quy định mới, cụ thể hóa quyền của người nộp thuế cũng như các cải cách thủ tục hành chính trong luật. Trong số chuyên đề tuần này, chương trình Tài chính thuế xin được tiếp tục bàn luận về dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra hoàn thuế. Theo đó, cùng với việc quy định rõ hai trường hợp được giải quyết hoàn thuế, dự thảo cũng bổ sung quy định thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Vậy trước những quy định mới này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho cơ quan quản lý thuế cũng như người nộp thuế? Bên cạnh đó, người nộp thuế gặp những vướng mắc gì trong quá trình hoàn thuế hiện nay? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tiếp tục hoàn chỉnh luật quản lý thuế sửa đổi, áp dụng nguyên tắc rủi ro trong hoàn thuế. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi sẽ có hai trường hợp được hoàn thuế, đó là hoàn theo quy định của pháp luật về thuế và hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước. Tại khoản 3, điều 76 dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi về thẩm quyền quyết định hoàn thuế có quy định, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý khoản thu ban hành quyết định đối với trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa. Điều này có nghĩa, chi cục trưởng chi cục thuế được quyền ký quyết định hoàn trả số tiền mà người nộp thuế đã nộp thừa với các khoản mà chi cục quản lý thu. Cũng tại điều 76 của dự thảo quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định hoàn đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế được hoàn ban hành quyết định đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, dự thảo đã sửa thời hạn giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 6 ngày làm việc. Đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra trước thì thời gian giải quyết hoàn chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết để phù hợp với thực tế quản lý của cơ quan thuế. Dự thảo bổ sung quy định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Điều 77 dự thảo luật quy định, cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro từ cao xuống thấp và chậm nhất trong 5 năm kể từ ngày quyết định hoàn thuế. Thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế đối với hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại luật này. Trên thực tế, việc thanh tra kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro đã được cơ quan thuế thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc thanh tra kiểm tra theo rủi ro chỉ áp dụng đối với những trường hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp nhận pháp luật về thuế thông thường, chứ áp dụng đối với trường hợp thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế. Với việc cụ thể hóa trong luật về trường hợp thanh tra kiểm tra sau hoàn theo rủi ro đã cho thấy, cơ quan thuế đã có một cơ chế kiểm soát rất kỹ đối với các trường hợp hoàn thuế. Vì thế, khi luật quản lý thuế sửa đổi được ban hành, việc thanh tra kiểm tra sau hoàn sẽ chỉ thực hiện đối với các trường hợp có rủi ro về thuế. Việc thực hiện hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ còn khá nhiều bất cập và hạn chế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã đưa ra phương pháp khác cho phương pháp khấu trừ, đó là giải quyết hoàn thuế theo phương pháp quản lý rủi ro. Đồng thời, thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế cũng được thực hiện theo quản lý rủi ro. Tổng cục Thuế đã triển khai áp dụng phương pháp này kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Và tại tờ trình đề nghị xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi các điều trong luật quản lý thuế theo hai trường hợp được giải quyết hoàn thuế. Những quy định mới trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Minh bạch, đơn giản và thuận tiện, đó là những gì các doanh nghiệp chia sẻ khi cơ quan thuế áp dụng nguyên tắc rủi ro khi hoàn thuế, giúp các doanh nghiệp kịp thời quay đầu dòng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thuế như vậy thì các doanh nghiệp nhận được cái số tiền hoàn thuế đó, họ có thể lại tái đầu tư để cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì tự nhiên ngành thuế lại tăng được cái nguồn thu. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta lại thị trường của chúng ta lại thêm một cái nguồn lực mới, thêm một cái nhà đầu tư mới. Bởi vì đối với các doanh nghiệp ấy thì một đồng mà hoàn thuế được của họ thì họ cũng tạo ra được thêm một công ăn việc làm, tạo thêm được cái giá trị xã hội. Và bản thân họ là có thêm một cái nguồn thu như vậy thì sẽ giúp cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ nó được thuận lợi hơn. Kinh doanh tốt, ổn định và có lãi và có nộp thuế cho nhà nước thì doanh nghiệp đấy thì mình được cho vào dạng gọi là xem xét. Tại vì người ta có đóng thuế và nếu mà người ta có nhu cầu, có những khoản nhu cầu được hoàn thuế để phát triển, để tăng nguồn vốn để phát triển thì đấy cũng là một cái rất thuận lợi cho những doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc áp dụng hoàn thuế theo mức độ rủi ro sẽ tránh được sự tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, nhờ đó tránh được những nhũng nhiễu doanh nghiệp không cần thiết. Quản lý doanh nghiệp mà dựa trên phương pháp rủi ro là một cái phương pháp nó văn minh và tiến bộ, và nó cái hiệu ứng của nó rất là tốt để thúc đẩy các doanh nghiệp họ thực hiện tốt. Để tránh tình trạng là hiện tại có nhiều doanh nghiệp làm ăn rất nghiêm túc, mặc dù lịch sử nộp thuế, lịch sử tuân thủ pháp luật của họ trong hàng chục năm thì không hề có vi phạm nào,
nhưng mà vẫn phải chịu một gánh nặng thủ tục hành chính rất lớn như những doanh nghiệp khác, nếu không nói là còn nặng hành hơn. Chính vì vậy mà cái động lực để tuân thủ pháp luật làm tốt thì nó không có. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là cái việc áp dụng rủi ro trong hoàn thuế, trong thanh tra kiểm tra thuế là điều rất là cần thiết. Ngoài ra, tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này, các doanh nghiệp sẽ biết thời gian được hoàn thuế, đối tượng được hoàn, và đặc biệt đối với đối tượng nộp thừa nếu không quyết toán cũng không bị phạt chậm nộp như trước đây. Tục về hoàn thuế thì người ta không biết là cơ quan thuế tính toán như thế nào, thời hạn nộp thuế là ra sao. Nhưng bây giờ trong quá trình từ khi chuyển hồ sơ lên cho đến khi có kết quả hoàn thì người nộp thuế được quyền trao đổi, được quyền biết là nội dung căn cứ ấn định thuế hoàn thuế để có những cái yêu cầu giải đáp đối với trường hợp là thuế của mình hoàn đã đúng hay chưa, hoặc chậm hay chưa, vân vân. Và đối với những trường hợp nếu những người nộp thuế mà có tiền thuế phải hoàn hoặc là nộp thừa mà họ 120 ngày họ chưa quyết toán, thậm chí là gì, cả năm họ không quyết toán, họ không cho hoàn thì không bị phạt chậm nộp, bởi vì đó là không phải là thiếu thuế cho ngân sách nhà nước, vân vân. Nhất là với thời gian hoàn thuế và những thời gian hoàn thuế và đồng thời là nếu có được hoàn hay không được hoàn thì trong chính sách lần này cũng nói rất rõ là đối tượng ấy có được hoàn hay không, cũng tạo điều kiện cho người nộp thuế họ hiểu hơn về chính sách và họ làm rõ hơn. Thông qua luật sửa đổi lần này thì về phía doanh nghiệp của chúng tôi. Theo các chuyên gia đánh giá, việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoàn thuế còn giúp cơ quan thuế kiểm soát được vấn đề gian lận thuế, từ đó tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hoàn thuế mà là nó đòi hỏi hai yêu cầu có tính trái chiều nhau. Một là phải tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng cho người nộp thuế, để người nộp thuế không bị ứ đọng vốn. Cái yêu cầu thứ hai là phải quản lý chặt chẽ để ngăn ngừa gian lận hoàn thuế. Hai yêu cầu nó trái chiều nhau, bởi vì chúng ta thấy nếu mà làm chặt chẽ thì ngăn ngừa được gian lận nhưng nó lại lâu, mà nếu mà giải quyết nhanh mà không kiểm soát được thì lại gian lận, thì thất thoát ngân sách nhà nước. Cho nên cái chính cái quản lý rủi ro trong giải quyết hoàn thuế chính là cái chìa khóa để giải đáp, giải quyết hai cái yêu cầu này một cách hài hòa mặc dù nó trái chiều nhau, giúp cho cơ quan thuế giảm thiểu được số lần kiểm tra cũng như là cái mức độ thời hạn kiểm tra đối với cái hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đó. Đại diện cơ quan thuế cho biết trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tạo mọi điều kiện giúp cho người nộp thuế hoàn thuế và hậu kiểm và thanh kiểm tra đúng quy định để không gây phiền hà nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Thế còn cơ quan thuế chúng tôi đã tạo mọi điều kiện trong cái việc là hoàn thuế và hậu kiểm. Tất nhiên các tiêu chí rủi ro được đánh giá một cách hết sức kỹ lưỡng, không chỉ từ bộ sơ hoàn mà từ khâu quản lý câu kê khai của doanh nghiệp, của khâu quản lý thuế, để chúng tôi xác định những cái đối tượng hoàn thuế đấy để phân loại theo đúng cái tiêu chí theo quy định của pháp luật đấy. Và cái việc mà thanh tra kiểm tra nó cũng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, và chúng tôi đưa đến cho doanh nghiệp và cái hồ sơ mà chiếm tỷ trọng lớn đó là hoàn thuế điện tử. Đấy, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp không phải đi lại cũng như tránh sự tiếp xúc của doanh nghiệp cùng nộp thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý nữa là vấn đề kiểm tra thanh tra sau hoàn thuế. Việc thanh tra kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro đã được cơ quan thuế thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc thanh tra kiểm tra theo rủi ro chỉ áp dụng đối với những trường hợp thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế thông thường, chưa áp dụng đối với trường hợp thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế. Vì thế, luật quản lý thuế sửa đổi được ban hành, việc thanh tra kiểm tra sau hoàn sẽ chỉ thực hiện đối với các trường hợp có rủi ro về thuế. Bên cạnh những thuận lợi của áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế mang lại, trên thực tế trong quá trình triển khai quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế, cơ quan thuế cũng như là doanh nghiệp, người nộp thuế gặp không ít khó khăn và vướng mắc. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đại diện doanh nghiệp cho biết, từ năm 2017, doanh nghiệp sử dụng nộp thuế điện tử. Song do hệ thống lỗi khiến doanh nghiệp bị treo trên hệ thống là doanh nghiệp nợ thuế. Chính vì thế, gần một năm qua, doanh nghiệp vẫn chưa được hoàn thuế, mặc dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình. Có những cái nộp tiền từ năm 2017, nộp điện tử, đến bây giờ doanh nghiệp vẫn chưa được hoàn thuế. Vì là khi doanh nghiệp nộp thì nộp điện tử, không được cái thì doanh nghiệp để giải phóng hàng hóa nhanh thì phải là nộp tiền mặt trực tiếp để được cho hàng hóa về ngay, vì nó đang treo trên hệ thống là doanh nghiệp nợ thuế. Nhưng ngược lại,
để bây giờ làm thủ tục hoàn thuế doanh nghiệp vẫn phải xuất trình, vẫn phải làm đủ nhiều các cái giấy tờ, nó rất là mệt mỏi đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận, tôi có thể là ngay tức thì doanh nghiệp có thể bỏ ra, nhưng mà ngay sau đó một tuần hoặc một tháng thôi phải có cái sự hỗ trợ hoàn lại cho doanh nghiệp. Nhưng mà ngược lại là đến có thể nói gần một năm nay rồi, doanh nghiệp vẫn chưa nhận lại được cái tiền nộp đó. Đấy là một cái mà doanh nghiệp phải nói, có thể nói là rất là bức xúc. Bên cạnh đó, hiện nay mặc dù đã có các tiêu chí và chỉ số đánh giá mức độ tuân thủ thuế của doanh nghiệp, song trên thực tế các doanh nghiệp tuân thủ tốt vẫn bị thanh kiểm tra rồi mới được hoàn thuế theo quy định. Trong thời gian qua, chính phủ đã thu hẹp đối tượng được hoàn thuế, và khi mình nằm trong diện được hoàn nhưng vẫn phải trải qua thủ tục về thanh kiểm tra khi mà cơ quan thuế đến kiểm tra các hóa đơn chứng từ cũng như các vấn đề khác nữa, trong khi đã có những tiêu chí hoàn thuế, điều này gây mất thời gian của doanh nghiệp. Đặc biệt, theo các chuyên gia, hiện nay để có thể hoàn thuế nhanh chóng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan thuế cần sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu đã có của ngành và các quy chế trao đổi phối hợp giữa các cơ quan, các bộ ngành liên quan. Đồng thời, để phù hợp với xu thế phát triển chung khi số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng lên, trong khi nguồn nhân lực cơ quan thuế là có hạn, cần lựa chọn việc thực hiện theo dõi, đánh giá người nộp thuế dựa trên cơ sở đánh giá dữ liệu người nộp thuế đã tự khai, tự nộp và thực hiện kiểm tra quản lý đối tượng không tuân thủ tốt các quy định về pháp luật thuế. Cái khó khăn hiện nay thì tôi nghĩ là đầu tiên ấy, là vấn đề về cái năng lực quản trị, rồi cái năng lực vấn đề về điều hành, năng lực của các cái cán bộ, công chức viên chức. Bởi vì hiện nay thì các vấn đề về hoàn thuế thì chúng ta đã biết rồi, thì các cái đầu mối là chúng ta phải làm sao là chuyên biệt hóa để các cái thủ tục nó được diễn ra một cách nhanh chóng. Thì tôi nghĩ đầu tiên vấn đề về con người. Thứ hai nữa vấn đề về cái nền tảng về mặt công nghệ. Bởi vì công nghệ hiện nay thì có doanh nghiệp thì dùng công nghệ cao, có doanh nghiệp thì dùng công nghệ thấp. Nên tôi nghĩ là cái này thì nên bên thuế nên hướng dẫn có một nền tảng công nghệ để làm sao nó mang tính chất đồng bộ. Những cái người được hưởng, những đối tượng được hưởng các cái hoàn thuế mà các cái thời gian vừa qua đã thực thi, để từ đó các đơn vị hiểu một cách rõ ràng nhất là tại sao đơn vị đó lại được xếp vào cái dạng này hay dạng kia, cái dạng thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, hay cái dạng chỉ kiểm tra một cách một cái tỷ lệ theo một cái mức độ nhất định, theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, theo một cái định kỳ nhất định. Theo các chuyên gia, để khắc phục những hạn chế vướng mắc trong công tác quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế, trong thời gian tới cơ quan thuế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chỉ tiêu và chỉ số đánh giá mức độ tuân thủ thuế của doanh nghiệp, hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.